Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một câu chuyện khá là thú vị. Mình có rất nhiều loại bu lông M3 với nhiều kích thước khác nhau. Lẽ ra mình chỉ mất 2 phút để phân loại tụi nó, nhưng mà thay vì làm như vậy, mình đã dành ra hàng trăm giờ để tạo ra một thiết bị phân loại. Và đó chính xác hơn là câu nói của một bạn trên kênh YouTube có tên là MZ. Họ đã thiết kế ra một thiết bị phân loại bu lông cực kỳ tiện lợi. Và điều đặc biệt hơn nữa là họ chia sẻ miễn phí toàn bộ các file thiết kế dưới dạng STEP và STL để bạn có thể tự in 3D tại nhà. Nếu bạn quan tâm, mình sẽ để đường link video gốc trong phần mô tả video. Đừng quên ghé thăm kênh của bạn này để học hỏi thêm nhiều ý tưởng sáng tạo. Toàn bộ quá trình in 3D cho cái thiết bị này mất khoảng 23 giờ để hoàn thành. Và bây giờ hãy cùng mình bắt đầu lắp ráp và khám phá nguyên lý hoạt động cực kỳ thú vị của nó nhé. Cuối cùng thì mình cũng đã lắp ráp xong, cũng rất là đơn giản để hoàn thiện xong cái thiết bị này. Bây giờ thì mình sẽ cho những con bu lông vào bể chứa và bắt đầu xem cách hoạt động của nó như thế nào. Nguyên lý hoạt động của thiết bị này cũng rất là độc đáo. Chỉ với một thao tác đẩy vào và kéo ra, nó thực hiện được rất nhiều bước phức tạp. Đầu tiên, khi mà các bạn đẩy vào và kéo ra, thì các bu lông từ bể chứa sẽ được nâng lên từng bậc, giống như là đang đi lên từng bậc thang vậy đó. Mỗi lần đẩy kéo, bu lông sẽ tiếp tục được dẫn vào một cái khe để chuẩn bị sẵn sàng. Khi mà thao tác đẩy kéo được tiếp tục, một thanh đẩy sẽ đưa bu lông vào khu vực chờ. Khu vực này thì các bạn sẽ không thể thấy, nhưng nó chỉ vừa cho một con bu lông mà thôi. Con bu lông thứ hai nó phải đứng xếp hàng chờ con bu lông thứ nhất. Tiếp tục với thao tác đẩy kéo, bu lông sẽ được nâng lên đến phần phân loại. Chúng sẽ tự động lăn xuống đúng với cái ô đã được thiết kế dành riêng cho kích thước của mình. Nói thật với các bạn, đây đúng là một cái cơ chế rất là tinh tế nhưng rất là hiệu quả. Điều tuyệt vời hơn là tất cả các bước chỉ trong một thao tác rất đơn giản, đẩy vào và kéo ra. Và điều đặc biệt ở đây là trong khi bu lông đầu tiên rơi xuống ô phân loại, thì các bu lông còn lại vẫn tiếp tục di chuyển theo cơ chế bậc thang. Quá trình này diễn ra liên tục và lặp lại, và nó tạo thành một vòng lặp cực kỳ sáng tạo. Mình thật sự rất là ấn tượng với cách mà mọi chuyển động đều được tối ưu hóa để làm việc cùng một lúc chỉ trong một thao tác. Và đấy chính là kết quả của hàng trăm giờ làm việc của bạn MZ để tạo ra thiết bị phân loại bu lông này. Nhưng thú thật mà nói, thay vì chỉ mất 5 phút và vài chục lần kéo ra kéo vô để hoàn thiện cái việc phân loại, thì mình dành hẳn ra 10 tiếng để làm cho mình rảnh tay trong 5 phút. Mình đã thiết kế một bộ động cơ đặc biệt để tự động hóa toàn bộ việc đẩy kéo thiết bị phân loại này, giúp hoạt động một cách tự động mà không cần phải chạm tay vào. Sau đây, hãy cùng mình xem các bước mà mình đã thực hiện để làm ra nó nha.
mình đã lắp ráp xong bộ động cơ cho cái thiết bị phân loại bu lông này rồi. Và sau đây hãy cùng xem kết quả nó hoạt động có tốt hay là không nha. Như vậy là cái động cơ của mình hoạt động rất tốt với cái hệ thống phân loại bu lông này. Và cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Và đừng quên, nếu thích video này thì nhấn like và đăng ký nếu bạn chưa đăng ký để nhận được thông báo từ những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn có thể xem video tiếp theo bên trái hoặc bên phải ở đây nhé.